Mình thấy có cái mỏ lê ở phía trước các bạn. Trời ơi, trời, nó nạt à. Còn quá dữ các bạn ơi, biết mấy hết, biết đã. Các bạn trở lại với kênh nha. Tiếp tục thì cái khung cảnh hôm nay mình chia sẻ cái chiếc tàu cao tốc đang di chuyển ở ngoài biển vô các bạn. Đây chắc đi từ Hòn Sơn đầu về Gạch Giá mình nha. Hiện tại thì những chiếc tàu hôm nay cũng bắt đầu hoạt động trở lại nha các bạn. Sau cái cơn bão thì cái cơn áp thấp cũng mưa rất là nhiều luôn, nói chung là mưa nguyên ngày luôn các bạn. Tàu này thì có một anh sao mà anh đứng ở phía trước nè. Wow, nước nó dẹt dẹt qua hai bên ha. Đây sóng rất là mạnh luôn các bạn. Đó, anh này anh chạy rất là giọt các bạn. Rồi chuẩn bị cập bến tại thành phố Gạch Giá mình ha. Wow, chạy quá dữ ha. Cái lượng sóng hôm nay thì bị giảm bớt rồi các bạn. Xa xa mình thấy chiếc tàu phà Chevin đang chạy vô các bạn. Wow, có cái chiếc vỏ lãi đang chạy ngang đầu của chiếc tàu các bạn ơi. Nguy hiểm vậy. Này chạy cũng cách cũng khá gần các bạn. Ở này thì thời tiết hơi xấu các bạn, hình ảnh mình thì nó không được rõ ràng cho lắm nha. Đó, chiếc tàu phà thì hiện tại đang di chuyển vô, tốc độ rất là nhanh luôn. Ở đây gió cũng rất là mạnh nha các bạn. Sau cái cơn bão thì cơn áp thấp nói chung là nó hoành hành quá dữ các bạn ơi. Ở Gạch Giá mình mưa rất là nhiều luôn. Nói chung là mưa hồi ngày hôm qua tới nay mà vẫn chưa tạnh các bạn. Có vẻ như là cái bầu trời của mình là vẫn tiếp tục cái những cái cơn mưa nha. Thành phố Gạch Giá có những cái số nơi thấp đó cũng bị ngập luôn các bạn. Hôm nay thì những chiếc tàu hoạt động trở lại thấy bà con mình đi cũng nhiều á. Trước cơn bão thì có thể bị kẹt lại ở bên Phú Quốc, không có về bên Kiên Giang mình được ha. Cái mỏ bàn ở phía trước để thiết kế gì không biết, nó có bị cản gió không các bạn. Cái dựng đứng lên. Wow, chạy quá đã luôn. Trong này xong mình lục bình cũng bắt đầu tấp vô đây khá là nhiều rồi. Nước thì nước ròng các bạn, mưa thì mưa lớn nhưng mà nước thì nước ròng ha. Ồ, anh vẫn chưa giảm tốc độ các bạn ơi, vô gần tới bến nè.
chở khá là nhiều xe nha các bạn. Chiếc tàu super đông đậu ở trong bến cảng mình rất là nhiều ha. Như là có chiếc Everest bên đó. Cũng. Rồi hiện tại thì bến tàu Gạch Giá đang rời bến một chiếc super đông nha các bạn. Thì hiện tại chiếc tàu này đang chạy trong cơn mưa luôn nha. Hiện tại thì ở Gạch Giá mình mưa rất là nhiều luôn các bạn. Bây giờ mới có bớt hột mưa thì tàu mình di chuyển đi ha. Nói chung là vô áp thấp này thì đợi mà hết mưa luôn thì không hết nổi các bạn. Chiếc này thì thấy xuất phát vào buổi chiều các bạn. Buổi chiều tại cảng tàu thành phố Gạch Giá mình ha. Chuẩn bị rời bến chiếc super đông chính các bạn. Chiếc này rời bến trong cái cơn mưa nhỏ các bạn. Thấy hai ba chiếc ở phía sau cũng đang chuẩn bị lên đồ đang rời bến luôn nè. Buổi chiều nay thì chủ nhật các bạn nên tàu đi rất là nhiều luôn. Bắt đầu ảnh tài công ảnh quay đầu ha. Mưa quá ảnh gạt nước liên tục luôn các bạn. Này chở xe Honda ở trên quá nhiều luôn ha. Phía trước nhìn như một chiếc máy bay các bạn. Bắt đầu xem cái cảnh tàu super đông rời bến tại thành phố Gạch Giá nha các bạn. Bắt đầu ảnh khởi động nè. Và cái tàu này mình thấy có cái mỏ lê ở phía trước các bạn. Trời ơi. Trời, ảnh nạt quá dữ các bạn ơi. Biết máy hết, biết đã. Rất là lớn các bạn ơi, có lẽ như là chuẩn bị một cái cơn gió lớn luôn á các bạn. Thấy đám mây đen thui hết kìa. Này anh đang đi với vận tốc cũng khá là nhanh nha. Trôi vậy các bạn. Anh trai đang chào các bạn nhưng mà thấy trôi ra ngoài cửa biển quá mạnh, nước quá xiết các bạn ơi. Trời ơi. Coi ra nè, hiện tại thì cái cống ở đằng này các bạn, không biết là anh tài công ở phía sau anh có lái vượt qua cái cống này được không nha. Chứ mình thấy cái tốc độ này thì khó lái lắm các bạn.
rồi nước nó chảy cơ nè, rồi nước nó chảy các bạn, đó cho biết. Ồ, có vẻ như là anh chuẩn bị cái mỏ neo các bạn, không biết là chỉ vượt qua được cái cống đó không nha. Tổng cộng là một chiếc vỏ lãi ở phía sau và hai chiếc ghe bự các bạn. Ồ, ra tới ngoài đó thì có vẻ như là cái tốc độ hình như là nó hơi giảm lên chút xíu nha. Rồi quá chừng nè. Như là khởi động cái máy rồi các bạn. Nước ở đây chảy kinh khủng rồi chắc. Tại thành phố Rạch Giá các bạn. Vậy là ảnh tấp vô đó rồi, không có qua cái cống các bạn.